Lời đầu cho mình gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký like share kênh YouTube em hoàn toàn phát triển. Em cũng xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh ngày càng hoàn thiện. Em cũng xin cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi audio đã chuyển được kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay là ngày 23 tháng 5, em tiếp tục giới thiệu ở đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Delon với model là DCD850. Chiếc đầu này được bác khách ở Đồng Tháp sau khi hàng về đã đặt mua. Hôm nay nó vệ sinh xong, đã làm cái video test để trước khi gửi đi, cũng là để cho các bác được tìm hiểu thêm về chiếc đầu này. Thì chiếc này được sản xuất năm 1990. Đấy. Nó sở hữu xa ngang là sang 43,4 và chiều cao của nó 10,5 cm và chiều sâu của nó là 28 cm. Sở hữu mặt phay nhôm sơn đen. Đấy. Chiếc đầu này nặng 4 kg. Nó sử dụng là hai con giải mã PCM56P. Số chất âm là 20 bit. Nó sử dụng là mắt Sony là 150A. Rất dễ là thay thế và không kén đĩa. Và chiếc đầu này nó có chức năng phức thì là chức năng là chỉnh chế độ nời nhanh chậm đó, nhanh chậm đấy, nhạc nhanh chậm đấy, tăng giảm này, nhanh chậm đấy, rất là hay. Em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh đấy. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Bác nào ở gần đây thì qua nhà em để giao lưu cũng như là sẽ mua chọn bộ sản phẩm của mình. Bác nào tỉnh xa thì lại có Zalo, Facebook với số máy của em. Đấy. Em xin quay vào chi tiết về phần ngoại hình của nó. Đây về ngoại hình của em nó thì rất là đẹp, có mặt mũi rất đẹp. Để phần nắp lưng của em ra đây. Lưng thì có cũng đây là có vết chảy, chảy nhẹ thôi. Đấy. Đây nữa, chảy sơn nhẹ em để nguyên các bạn nhé. Đây có chảy, không bị cấn mót gì cả. Đấy. Bên đây họ thấy rất đẹp. Nó có đường alox ra, đường cổng quang. Dây đèn CD850 điện 100V, cơ tụ nó 10W, sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Sơ đi máy thì hơi mờ. Đấy. Em mở phần nội thất gọn nó để cho bác chiêm ngưỡng. Máy của nó rất là mới. Cái đặc trưng của hãng Delon là thì nó vì mạch màu vàng, không như là Sony là màu xanh hay màu trắng. Nó còn rất là mới. Đây nó sử dụng là hai con giải mã PCM56P, một con hai con. Đấy. Tụ lọc 47mm. Cũng nhỏ nhắn nhưng mà nó rất là cao. Nó sử dụng mắt đọc của Sony đây. Và bên trong này đấy, cơ của nó chắc chắn, cơ chụp chắc chắn, êm ái. Và nó chống rung cũng tốt các bạn ạ. Rất là mới luôn. Thì để trước khi vào test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của em nó, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Và các bác đừng tiếc cho em xin một like để kênh ngày càng phát triển. Và các bác cũng được cập nhật thường xuyên những video của em được đăng tải lên. Bác nào yêu thương em thì hãy share kênh YouTube em trên cá nhân của mình, qua Zalo hay Facebook. Để cho nhiều anh em chơi đô trên miền Tổ quốc được biết đến. Và hàng tháng em có món quà tri ân để cho anh em mua những sản phẩm để thành tốt nhất để bác chơi. Các bác hãy đeo tay phone này. Hôm nay em test chiếc đầu này bằng cái portfolio. Với CD là 4 vùng chiến thuật. Và anh em nào có nhu cầu mua đĩa CD thì hãy hẹn cho em.
em cũng rất là nhiều các dòng CD của hải ngoại là tiếng Nga và ASEAN đấy, bằng sản xuất bằng Polo, giá thành là 35.000 một chiếc nhé. Đấy, có hộp đầy đủ đó này, đấy, hộp đầy đủ đấy, là 30.000, là 35.000 nhé. Nhận bài ngay. Xa cũng lấy nhân thế có tư muộn
mắt đọc rất là tốt. Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa bao năm lặng trong tim. Tình mình từ thuở tôi đổi mới mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời. Xinh xinh đi miếng mực nghiêng trong liêu bốn ngày xanh anh đã viết tặng tôi. Mong đời còn có nhau đây ôn lại chuyện chúng mình. Đời anh đã bao năm gió sương gót chân đi chiến trường, làm quen với đêm cánh gió lòng với mưa khuya núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chịu chết trên đường phố, dòng ca nhịp đàn mong gửi ta hướng tâm tư. Dù xa nhau anh ơi, lòng ta luôn nhớ đời thì chờ mong còn dài. Mai anh đi rồi làm sao tôi ngăn được, đi cho trọn đêm nay. Nhiều lần mình trắng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau, khi kẻ ở người đi thôi thương tiếc làm chi. Mình về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi, đêm hò hẹn hẹn rồi. Em xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước đó em đã bán với giá là 1,5 triệu đồng rồi. Thì em còn rất nhiều sản phẩm đầu CD khác giá thành từ 700 ngàn đồng cho 5 triệu đồng. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em với số máy là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.